Rồi xin chào em nhé. Thì mai em đi hội nghị của Magita cho nên đêm nay em không có live mà em đăng cho anh em một con bê tông của Ringgit. Đó, số lượng cũng có hạn, chỉ có hai con thôi là em xả hàng cuối. Cho anh xả hàng hết hàng của thằng Ringgit đi. Thì con này là con 18V dành cho những anh em nào đang xài Ringgit và AEG thì có thể sử dụng con này để khoan bê tông nhé. Đó, đây là một con mới toanh từ Mỹ về. Thì em do là nghỉ bán AEG với Ringgit cho nên là em xả cho anh em con này giá tốt luôn. Đó, thì con này em nhập về là 4 triệu 500 ngàn. Nhưng mà bây giờ em sẽ xả cho anh em là 4 triệu đồng một cây, chịu lỗ 500 ngàn. Coi như là thứ nhất là để cho anh em có được một con bê tông mới toanh mà ngon lành. Thứ hai là em cũng thu hồi vốn luôn, coi như nghỉ cái ringgit. Đó, ringgit này và AEG thì em lỗ rất là nhiều rồi. Còn một con cơ đĩa nữa, nhưng mà hôm nay em làm video này là review cho anh em con này nhá. Anh em có thể check giá con này. Đó, mã của nó đây, Mỹ về. R86711 nha anh em. Đó. Hàng rồi thì con này là con 4 chế độ. Đó, khoan thường này, khoan búa này, đục xoay này và đục bê tông này. Đó, 4 triệu cái body này nha anh em. Anh em nào cần thì liên hệ em qua số điện thoại ở trên tiêu đề nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Rồi, video thứ hai này em làm cho anh em coi luôn là một con IDH182. Con này thì nói chung là hàng xài lướt, coi như là mới vặn có mấy lần thôi. Đó, hàng 90% đi. Đó, thì thân máy em để cho anh em là 2 triệu kèm theo pin 2A này. Đó, là 2 triệu 500 ngàn. Đó, anh em có ngay một cục pin 2A, 2A 18V mà một cái thân máy giá chỉ có 2 triệu 500 ngàn thôi. Số lượng một con duy nhất nhé. Chắc chắn là sẽ có anh mua, tại vì con này trước giờ là có tới 3 4 anh hỏi em con này à, body 90% giá tốt. Đó, thì đợt này giá tốt đó, em bán kèm pin thôi luôn nha anh em. Máy và kèm pin 2A 2 triệu rưỡi, anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ em. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Video này chắc con này chắc chắn là đi sớm thôi. Cho nên anh em nào cần thì liên hệ sớm. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, video thứ ba này thì em lại tiếp tục quay cho anh em xem là hai con vít của Ryobi này. Vít này là mới chưa dùng luôn này. Đó. R18ID1 nhá. Thì hai con này thì để cho anh em là body hai con này mỗi mỗi con là 1 triệu đồng nhá, chưa dùng luôn. Đó, hai con duy nhất. Thì những anh em nào quan tâm thì liên hệ em sớm. Đó, chỉ có hai con thôi. Mỗi mỗi con 1 triệu đồng, nó hàng chưa dùng. Và tiếp theo là hai con mài luôn, hai con mài này cũng để cho anh em giá 1 triệu đồng, hàng mới cũng chưa dùng luôn. Nó cũng của Ryobi, con này cò bóp cho nên là rất là xài rất là an toàn nhé. Nó hàng cò bóp của Ryobi cũng 1 triệu một con, rất là rẻ. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em. Bốn cái body này chỉ nó mỗi cái body chỉ có 1 triệu thôi, dành cho những anh em xài Ryobi nhé. Rồi, cảm ơn anh em xem video.